Em thấy rất là đẹp và vừa ý ạ. Em rất cảm ơn anh vì đã làm một kiểu tóc rất đẹp. Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cắt cho bạn mẫu ở đây nhé. Đó. Cho các bạn xem trước khi cắt. Đó. Tóc rất là dài. Bây giờ em muốn cắt kiểu gì? Cắt kiểu gì cũng được. Kiểu gì cũng được. Em có mấy khi vuốt không? Không, em không. Ít vuốt đúng không? Vậy anh cắt cho em kiểu layer ngắn nhé. Tức là mái sẽ để tự nhiên như này. Lúc nào thích thì vuốt mà không thích thì thôi. Ok không? Hai bên này thì anh cắt cao lên cho em. Ok nhé. Rồi ok em. Lên nhá. Để xác định được phần top và phần sai. Đó. Bây giờ mình sẽ chia ở trên top lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt ở phần dưới này. Đó, các bạn cùng theo dõi nhé. Ở đây mình dùng lược phiên bản 2019 nhé. Và tông đơ NT20. Mình sẽ tiến hành kê lược này. Kê đều hết lên nhé. Cắt cái mai này sát đi này. Chủ yếu là kê lược thôi. Những cái form tóc cái này mình kê lược cho nó dễ. Đó, chúng ta cứ kê chéo lược, kê dài tay ra. Ok. Xuống phía dưới này. Phía sau gáy này. Kê lược nhá. Úp ngược lược xuống để cho nó sát được cái phần viền hơn. Tiếp tục kê dọc theo cái chiều đường viền outline. Đó, kê thẳng lên. Nhiều bạn cứ bảo kê lược khó. Mà đối với mình thì mình thấy là cũng khó thật với những người mới đấy. Mình thì kê từ lúc bắt đầu học nghề đến giờ thì mình thấy quen rồi. Nhưng mà mấy các bạn mới ấy, bạn ngại kê, bạn toàn cắt cữ thôi. Đó. Như ở đây thì mình kê hết. Ở phần sau gáy này thì cứ kê chéo nhá. Các bạn nhá, đừng kê chéo nhá. Đừng kê chéo và cứ kê thẳng lên thôi. Đó. Tông NT20 này thì được độ lưỡi kép Mỹ rồi, thế nên là cắt rất là ngọt. Cái thứ hai là tóc được xả rồi thì sạch, cắt nó cũng rất là ngọt nhé. Mở lưỡi đánh mở lên này. Hôm nay thì mình đang ở cơ sở Vì Yêu 91 Nguyễn Văn Giáp nhé. 91 Nguyễn Văn Giáp các bạn ạ. Các bạn thấy kê nên cái nhìn nó cũng khác đúng không? Có nhiều bạn hỏi về khóa học về bên mình ấy. Khóa cuối năm và khóa đầu năm thì đang được hỗ trợ ưu đãi nhé. Anh em nào mà có nhu cầu học thì liên hệ đăng ký sớm để nhận được cái ưu đãi. Anh em nào ở xa ấy, miễn phí học hết. Ví dụ như là Lâm Đồng, Bình Dương, Sài Gòn. Cứ ở xa là miễn phí. Là xuống này. Ok, tiếp đến phần bên phải này. Cứ kê thẳng lược lên các bạn nhé. Kê thẳng lên này.
mở lưỡi đánh mở chân lên này. Những cái phần này mà muốn cắt ngắn hơn thì phải ngược lược xuống các bạn nhé. Là này. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng bấm viền. Để mình bấm viền nhé. Bấm viền mình cạo nó sẽ nhàn hơn nhé. Đấy, mình bấm nét như thế này rồi thì cạo tí nữa cạo nó rất là nhanh. Chỉ cạo sơ qua thôi là được. Mình cho mở cái chân này lên. Mẫu tóc này mình sẽ cắt layer ngắn mà vuốt được short clip các bạn nhé. Layer ngắn mà vẫn vuốt được short clip. Phủ sạch xung quanh đi. Bây giờ mình cắt trên top nhé. Layer ngắn thì mình sẽ bắt dọc cơ bản, mình cắt cơ bản nhất và dễ cắt nhất cho các bạn xem nhé. Xịt hơi nhiều nước một tí. Đây mình sẽ bắt dọc này, bắt từ bên trái trước này. Cái hướng tay của các bạn nâng chéo lên nhé, mục đích là để cái mái nó dài hơn. Nâng chéo lên trên này. Đó. Đó, nâng chéo lên. Cái mái thì để dài khoảng độ 7cm thôi. Đấy, cái mái nâng cao dần lên. Mục đích mà để cho dài. Mục đích là để cho mái nó dài mà. Nói lộn. Đấy, mái dài hơn này. Này. Đây là một cái cách cắt trên thốp rất là cơ bản, bắt dọc. Sau đó bắt ngang để check lại. Không cầu kỳ, rất nhanh, hiệu quả, dễ làm. Đấy, rất nhanh. Ok, bây giờ cắt mái này. Mái mình sẽ cắt tròn nha. Trên tốp này cắt tròn hết nha các bạn. Cắt tròn nha. Cắt tròn hết. Cắt tròn hết nhé. Rồi.
Có tích một lần thôi. Rồi cái máy mình sẽ cho ngắn đi chút nữa này. Trên lông mày. Không có bút thì thôi để lần sau tích. Thôi, không cần, hôm nay miễn phí luôn. Ok nhé. Ok, xin chào. Hôm nay khai trường cắt miễn phí luôn các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ sấy khô để mình cắt liên kết lại là xong nhé. Ra thì khách để xe, lấy khách xe rồi đóng cửa các thứ lại. Đoạn sấy này tắt đi cũng được. Ok, bây giờ mình sấy xong rồi, bây giờ mình sẽ tỉa các bạn nhá. Tỉa thì mình sẽ tỉa ở trên đỉnh trước này. Tỉa mỏng cái ngọn đi, để một lát nữa mình vuốt cho nó tách trời nhá. Tỉa ngang thì khi mình vuốt thì nó sẽ mỏng. Còn tỉa nhọn thì khi mình vuốt nó vừa mỏng mà nó lại vừa tạo cái độ nhọn nhiều hơn. Khi mình tỉa ngang này vuốt nó vẫn tạo ra cái lọ nhưng mà nó ít hơn thôi. Rồi tỉa viền này. Tỉa viền để cho nó liên kết này. Đây tỉa viền này. Đấy, mình tỉa viền để phá khớp này và tạo liên kết này. Tóc này khá dày, tỉa khá thích nha. Tỉa đường viền này. Mình tỉa thì mình tỉa cả hai tay nhé. Tức là mình nhấp cả hai tay chứ mình không nhấp ngón cái nhé. Nhiều khi anh em nhấp ngón cái được, mình thích thì mình cứ nhấp cả hai tay như thế này cho nó phấn khởi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cắt tông đơ, mình cắt đều lại. Mình dùng lược bản to nhé. 2022 này. Bây giờ mới là phần quan trọng này. Phần này mình sẽ cắt lấy đều lại này. Mình tỉa xong thì nó sẽ xù không? Sau đó mình sẽ lấy đều lại. Lấy đều lại cho nó hết xù luôn. Đó, là xuống. Là xuống này. Rồi, là xuống. Mời các cháu vào cắt đi học. Thấy các cháu nó đi đường thì mời đi, đến chiều rồi. Rồi, ok. Vậy là mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình cạo nhá. Mình cạo xong mình vuốt cho các bạn xem nhá. Cạo xong rồi vuốt cho các bạn xem thành quả nhá. Để cho các bạn xem thành quả là cái sự khác biệt như nào.
Cắt xong gấp nha các bạn nhé, gấp khăn. Bỏ vào thành ghế này. Cạo xung quanh nhé. Cái dao bọn em thay, bọn em đừng vứt lung tung nhé. Dao nam đâu hết rồi. Cho xem bộ bây giờ. Được. Giờ mở cái kho nắp thế. Cạo tròn thì các bạn cạo ngược dao nhé. Đó, để cho nó tròn vào. Càng cạo nét thì càng đẹp nhé. Càng cạo nét, cạo tròn càng đẹp. Cứ tỉa khi nào nó tròn thì thôi. Đây là cái cách mà mình cạo viền. Không biết là anh em có cạo giống mình không? Cạo ngược này. Đó. Mình phải dùng cái tay này mình kéo căng da ra mình cạo nhé. Đấy. Cái tay cái mình giật này. Đấy. Mũi dao này. Dao này là dao không mỏ nhé. Tức là dao này là nó không có cái ngàm ở đằng trước đâu. Đây này. Là lưỡi luôn. Đấy, khi anh em dùng mũi đi cẩn thận không nó đứt nhé. Đấy. Cạo khi nào nó tròn thì thôi. Rồi ok, bây giờ mình dùng chấm viên mình đẩy cái lông vào phần mai này đi này. Cho mở cái mai lên. Rồi bên này cũng vậy. Rồi bây giờ là mình sẽ phủ sạch và vứt sát cho các bạn nhìn luôn. Cho các bạn thấy sự thay đổi trước và sau khi vuốt nhé. Ở đây mình dùng cơ lây nhé.
sắp khô. Ép hai bên sai này xuống này. Điểm số 2 xuống này. Điểm số 2 xuống này. Vuốt xuống này. Bắt đầu cho sáp lên này. Bóp này. Tóc này khá là dày nha. Tóc này vừa vuốt được Ivinic, vuốt được layer ngắn, vuốt được soft clip. Đó, vuốt được rất là nhiều kiểu nha. Đây là soft clip này. Dối ở trên này nhé. Máy dựng lệch này. Phần máy này hơi cong xuống cho nó điệu. Ok, vậy là mình đã vừa tạo kiểu xong cho bạn ấy rồi. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho cả nhà cùng xem nhé. Đó. Đấy. Quay một vòng cho các bạn cùng xem. Đẹp trai luôn. Đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Nếu như các bạn thấy video này mình chia sẻ đến các bạn hữu ích, dễ làm, hiệu quả thì các bạn bình luận bên dưới để cho mình động lực để làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Để anh chụp. Tắt tiền này. Chưa ấn. Kênh Tường Bao Bờ Vlog thì Tường sẽ chia sẻ về cuộc sống của Tường. Và kênh Tường Bao Bờ Training sẽ chia sẻ về lộ trình của khóa học. Đồ nghề NT Giao Lạc thì sẽ chia sẻ về tất cả mọi thứ liên quan đến bảo hành và đồ nghề. Khai sáng tâm hồn thì sẽ chia sẻ về cuộc sống, về trải nghiệm thân và tâm. Tường Bao Bờ Training TikTok các bạn nha, sẽ chia sẻ rất nhiều về nghề. Instagram chia sẻ về những tác phẩm của Tường. NT Giao Lạc là nick Facebook cá nhân, mọi người kết bạn nhé. Còn đây là fanpage chính của Tường, Tường Bao Bờ, mỗi thế thôi. Và cuối cùng là nhóm kín của Tường để chúng ta giao lưu về đồ nghề, về nghề.